một hai ba tiên niên niên một cái cặp hình con gấu như vậy nha. Sau khi mà mẹ cùng với tất cả thành viên trong team á đã tặng đồ cho Bông và mặc cho Bông thì mình thấy là Bông rất là đẹp. Hồi á sắp xếp những cái món quà này xong thì Bông cảm thấy hơi mệt cho nên Bông đã ngủ một giấc đó cả nhà. Tại sao lại như thế này? Bông ơi, cái đồ của Bông đâu hết rồi? Anh sẽ có thể kết luận được hung thủ đã gây ra cái vụ án này là một trong những thành viên trong gia đình của anh Sen. Nhanh lên. Xây vô. Ok. Hello là ok. Chào mừng tất cả mọi người đã tiếp tục quay lại với kênh của em Bông Bé Bỏng, chú chó đi hai chân. Thì hôm nay á cả nhà là cái ngày cực kỳ đặc biệt của em Bông. Bởi vì sao? Hôm nay chính là cái ngày mà chuẩn bị đi học và Bông được các thành viên trong team tặng quà đi học nha cả nhà. Thì liệu rằng năm nay á là các thành viên trong team sẽ tặng cho em Bông món quà gì trước khi nhập học đây? Sáng giờ ở cả nhà Bông rất là háo hức luôn. Bông nói á là phải mặc, phải anh xin mặc cho Bông bộ đồ đẹp lên. Đó là như thế này nè, để bông đợi nhận quà đó cả nhà, thấy không? Bông rất là đẹp luôn nè, đó xinh dơ xuống xinh dơ rồi. Bông ơi, Bông đợi đi, chị Thảo nói với anh á là chị Thảo lần đây đã chuẩn món quà rất là đẹp để tặng Bông luôn đó, nên lần này á là Bông là người sướng nhất á. Thì liệu rằng á là các thành viên sẽ tặng món quà gì thì cả nhà đợi một xíu nha. Ok cả nhà, sau đây chính là những nhân vật sẽ tặng quà cho em Bông. Em Bông chuẩn bị đi học đó cả nhà. Thì mẹ, chị Hiền, bé Thảo đều có món quà đúng tặng cho em Bông. Qua chuẩn bị năm học mới của em Bông Bé Bỏng đó mọi người, nên mình chuẩn bị cho em Bông một cái món quà này mọi người. Tí nữa mình là người đứng thứ tư mình sẽ vô tặng quà cho em Bông nha, cho em Bông bất ngờ nha mọi người. À, sao tới lượt chị Hiền sao? Trời cả nhà, đầu tiên mà mình tặng quà mình hồi hộp vậy á, phải xếp hàng luôn cả nhà. Chứ không xếp hàng là không được vô tặng quà đâu. Ghê, yeah, quà của hai người đây khá là trang trọng cả nhà. Đúng rồi. Đã có túi đồ hết rồi, đến lượt Thảo sao? Em chưa chuẩn bị hộp quà nhưng mà em có một món quà tặng cho Bông và món quà này là đồ cặp với em luôn. Ok. Chị Xu này cả nhà. Đó, chị Xu cũng có quà để trong túi nè. Đó, chị Xu chuẩn bị là vô để tặng quà. Xu ơi, anh hỏi nè, Xu có chuẩn bị quà tặng cho em Bông chưa? Rồi hả, quà đấy đẹp không? Cả nhà, Bông nói món quà này chắc chắn là Bông sẽ thích. Thì cả nhà có thấy không, Bông đang ngồi trong đây nè, Bông đợi nè. Bây giờ á là tặng quà cho Bông là phải xếp hàng. Khi nào mình cho vô được vô nha cả nhà. Được rồi. Wow. Chuẩn bị nhé. Nào, sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Rồi, xuống đi vô ơi. Xuống đi vô. Xuống đi vô. Xuống đi vô. Rồi, xuống vô trước. Rồi, đi vô. Rồi, thả đi vô. Rồi. Chị Hiền đi vô. Wow. Cả nhà. Rồi, mẹ vô. Thì hôm nay á là cái ngày mà chuẩn bị em Bông nhập học, cho nên mình đã mua sẵn có món quà đây để chuẩn bị chào đón cái ngày nhập học của em Bông như cả nhà. Đây, món quà của chị Hiền ở trong đây thiệt là to luôn. Wow. Cả nhà có đáng ngửi trong đây có món quà gì không nè? Rồi, vậy thì bây giờ á mỗi người thành viên sẽ tặng quà cho em Bông. Đó rồi, thử là món quà nào là đẹp nhà nhất. Bây giờ sẽ đến màn đập hộp món quà của em Bông. Đầu tiên á là Bông ơi, chị Hiền mua quà này để chị Hiền tặng cho em Bông nè. Bông coi nè, chị Hiền tặng gì? Hôm nay chị tặng gì cho Bông không? Trời, có vẻ là Bông khá là thích khi mà Bông chú ý vô trong cái túi của chị Hiền nè. Đúng rồi, cái món quà gì sao Bông thích quá vậy ta? Được rồi cả nhà, bây giờ á mình sẽ công bố cái món quà ngày hôm nay. Cái món quà đây á là rất là thiết thực luôn cả nhà. Chắc chắn á là khi mà Bông đi học á, Bông sẽ có cái món quà này luôn. Đâu, mở ra anh coi coi. Cái gì? 1 2 3. Tiên niên niên. Một cái cặp hình con gấu như cả nhà. Phải công nhận á cả nhà, chị Hiền khá là tâm lý. Bởi vì chị Hiền biết đi học á là còn phải có cặp. Mà cặp đây á chị Hiền mua khá là bự để cho Su, cho Bông như năm học mới để chứa được nhiều sách vở này, bút nè cả nhà. Đúng rồi, Bông. Bông thích cặp này không? Bông. Bông thích cặp này không? Bông thích. Bông thích quá đúng không? Cả nhà thấy Bông thích cái món quà này chưa? Trời ơi. Bông nãy giúp Bông cứ hừ cái món quà của mình là chắc chắn là Bông rất là thích luôn cả nhà. Rồi, vậy là món quà của chị Hiền anh Sen chấm là được 8 điểm. Rồi. Ok, bây giờ mình sẽ để quà lại cho em Bông nha. Rồi, cảm ơn chị Hiền nha. Không có gì hết cả nhà. Rồi, bây giờ tới lượt Mỹ Thảo. Ok mọi người nha, mình sẽ tặng cho Bông một món quà rất là dễ thương luôn để cho Bông đi chơi mọi người. Món quà gì? Đây. Tiếp theo. Đó là một cái kẹp. Được rồi. Kẹp đây, kẹp lên cho Bông nè. Rồi. Trời ơi, cái món quà này dễ thương quá. Đó. Đúng rồi, đúng rồi. Ui, cái này là chung đồ với em luôn nè. Rồi, con Vinh nè. Thấy rồi, trời, em tặng quà đô luôn. Rồi, món quà này anh chấm được 7 điểm. Dạ hỏi Su tặng. Su, năm học mới của em Bông thì Su tặng cho em Bông món quà gì? Đúng là Su nói là món quà
của Sâu bỏ trong cái cặp, nhờ mẹ lấy ra giùm. Ok. Để đây mọi người, món quà đây của Sâu trong đây, bây giờ để mình mở ra thử là Sâu tặng cái gì cho em Bông năm học mới nha mọi người. Dạ, rồi lấy ra. Không biết là Sâu tặng cái gì mà Sâu bỏ trong cái cặp luôn cả nha. Rồi, nè, cái cặp thiệt to đây mà nặng quá đây nè mọi người. Mình mở ra thử nha, có cái gì đây. Trời, chứ có một đôi giày mọi người. Một đôi giày nè mọi người. Rồi còn cái gì trong đây nữa nè? Còn nữa hả? Đôi giày rồi còn cái gì trong đây nữa để mình lục thử. À, bút màu mọi người. À, bút màu. À, Bông tặng cho Bông một đôi giày với lại bút màu để Bông đi học vẽ đó cả nha. Còn cái gì nữa đây? Sao nhiều quá vậy Su? À, viết mọi người. Trời ơi, sao tặng nhiều quá vậy? Đúng rồi, những cái món này rất cần trong lúc trong năm học mới luôn á. Đúng rồi, đây là món quà của Su nha mọi người đó. Cho Bông sướng vậy nha. Vậy là món quà đây thì cắm là được mấy điểm? Em cho món quà là 9 điểm. Tặng mấy điểm? 10 điểm luôn. Ghê. Su của Bông khá là tâm lý. Rồi, bắt đầu tới lúc mẹ nè. Món quà đặc biệt của mẹ con thấy là khá trang trọng đó. Đúng rồi, món quà của mình là thái to nhất nha mọi người. Bây giờ mình sẽ tặng cho em Bông đây. Đây, mình mở nó cho em Bông luôn nha mọi người. Rồi, mở ra Bông ơi. Wow. Yeah. Nói chung là một bộ đồ đi học phải có một bộ đồ quần xanh áo trắng khăn vàng rồi nha mọi người. Đây, để tặng cho Bông đây. Đồ đây là đồ mới của năm nay, mẫu mẹ mới của năm nay luôn á cả nha. Đúng rồi, đây nè mọi người đó. Trời ơi, con thích đó cả nha. Ôi, khá là đẹp nha cả nhà. Ôi trời, đi học là phải có quần xanh áo trắng. Đúng rồi, phải để có cái gì Bông thiếu cho quần xanh áo trắng phải có. Bông là trở thành học sinh giỏi luôn á. Đúng rồi. Nói chung là năm mẹ tặng cho Bông bộ đồ nè. Mẹ chúc Bông là năm học mới đi học thật giỏi nha. Ngon ngọn nghe lời cô giáo nghe chưa. Trời ơi, thích ghê cả nha. Bông một tặng quá trời đồ luôn. Bây giờ phải mặc lên cho Bông thì mới thấy được cái nét đẹp của Bông khi mà nhận bộ đồ như thế nào chứ. Đúng rồi. Đây, bây giờ là công đoạn mặc lên những cái bộ đồ mà mẹ cùng với bé Thảo, Su và chị Hiền tặng này cả nha. Đúng rồi, bây giờ mang luôn cả cái đôi giày của chị Su tặng cho Bông luôn nha mọi người. Chô cha sướng dữ ta. À, bỏ cả bút màu trong đây luôn cả nha. Đó, trời, cái cặp của em Bông đẹp quá cả nha. Ôi trời, Su Bông sướng dữ ta. Bông phải sướng dữ nha. Năm học mới cả nhà ơi, trong lúc này có vẻ hình như em Su hơi bị buồn hay sao đó cả nha. Trời ơi, người ai cũng yêu thương quan tâm đến Bông hết. Ôi ôi, cặp mới nè, quần áo mới nè, giày mới nè, kẹp mới nè. Trời ơi, sướng dữ ta. Lên đi. Ai, bây giờ là sẽ đeo cái cặp cho chị Hiền tặng đi cả nha. Cặp ôi đây á là con ra chờ con hỏi cái mẫu nào mà mới ra năm nay mà các em nhỏ thích nhất được con mua á mẹ. Ồ nha. Năm nay Bông có nhiều đồ mới quá, dài thì thôi chứ ai cũng thương Bông hết ta. Rồi, con chị Thảo kẹp cái kẹp của chị Thảo thẳng lên tặng cho em luôn. Trời, đẹp ghê luôn á. Bông đi học về là Bông sướng nhất luôn á cả nha. Trang trí Bông ghê á. Trời ơi, Bông đầy đủ đi học đầy đủ luôn á. Mà muốn đi học á, chị Hiền cũng sẽ chờ Bông đi học nha cả nha. Đây nè mọi người, tất cả những cái thứ đồ mà mọi người tặng cho Bông năm học mới đã đầy đủ cho trên người của Bông này nha mọi người. Không, cái gì cũng mới, cái gì cũng đẹp hết trơn á. Cặp sách cũng mới, quần áo cũng mới, giày dép cũng mới nữa. Đúng rồi chị. Trời, sao đẹp quá ta. Quá sức đẹp luôn á, Bông 10 điểm. Hả, nhìn không? Nhìn sao nhìn Bông năm nay chắc là như thế này là Bông học giỏi lắm á. Thì sau khi mà mẹ cùng với tất cả thành viên trong team á đã tặng đồ cho Bông và mặc cho Bông thì mình thấy là Bông rất là đẹp. Đó, Bông như thế này là đã tự tin tới trường rồi đó, đúng Thảo? Đúng rồi á. Bây giờ mình sẽ cho Bông đi thử một vòng để xem thử là Bông đẹp như thế nào nha. Bông ơi, em đi vô đây để anh coi thử buổi sáng đi học nó như thế nào. Ơi nha, chị cho Bông. Bây giờ. Wow. Trời ơi cả nhà ơi, khi mà Bông bồng bộ đồ học sinh lên nhìn Bông đẹp vậy cả nhà. Bông đi quay ngược lại. Mấy cặp đi. Ôi da đẹp. Ôi da đẹp. Đây đây. Đẹp ghê. Với lần này mình nghĩ với những bộ đồ như thế này nè, là kỳ này Bông học á, Bông chắc chắn sẽ đạt học sinh giỏi luôn. Mà giỏi là giỏi nhất trường luôn Thảo. Không phải đâu anh, phải đạt học sinh giúp sắc. Đúng rồi. Thôi bây giờ á, Bông ơi, Bông lấy đồ của Bông á, Bông đi lên trên phòng á, xong rồi Bông tắt đi gọn gàng lại nha. Rồi anh nấu cơm rồi khi nào anh kêu xuống ăn nha. Sau khi mẹ em Bông được tặng những bộ đồ và những món quà để chuẩn bị cho cái dịp năm học sắp tới thì bây giờ em Bông sẽ lên trên phòng để ngắm nghía những cái món quà này nha cả nhà. Trời ơi, em Bông sướng ghê á, năm học mới được tặng quá trời quà luôn. Được nè, được tặng quần áo mới, được tặng cặp sách mới, được tặng bút viết mới nữa cả nha.
này á thì em Bông đang ở trên phòng và ngắm nghía những món quà nãy giờ mà mình được tặng. Và em Bông cảm giác như á là thích món quà này quá cả nhà ơi. Món quà này em Bông cũng thấy đẹp, cũng thấy xinh hết trơn á. Đây là đôi giày mà lúc nãy chị Su đã tặng cho em Bông đó cả nhà. Em Bông cực kỳ thích cái đôi giày này luôn. Tại vì đây là đôi giày mới đó cả nhà. Năm học mới mà có giày mới đi á thì ai mà không thích đúng không mọi người. Còn nữa em Bông cũng thích những cái món quà mà những thành viên khác tặng được cả nhà. Đó bây giờ em Bông đang chơi với những món quà mà nãy giờ em Bông được tặng đó. Sau khi chơi một hồi đó cả nhà thì em Bông đã xếp gọn lại những món quà trên giường. Để có thể mai mốt đi học á, là em Bông chỉ cần đơn đây em Bông lấy là em Bông có thể đi học rồi đó cả nhà. Tại vì đây là những món quà mà mọi người tặng cho em Bông, cho nên em Bông rất là quý trọng luôn. Và sau một hồi á, sắp xếp những cái món quà này xong thì Bông cảm thấy hơi mệt, cho nên Bông đã ngủ một giấc đó cả nhà. Bây giờ á, thì em Bông sẽ nằm cạnh những món quà này và ngủ một giấc thiệt là ngon nha. Đó cả nhà, anh Sen đang tập luyện trống. Để đợt tới trung thu anh Sen sẽ gõ trống múa lân cho các em fan đó cả nhà. Đó mà anh Sen tập hôm qua giờ mà vẫn chưa được. Đó. Ủa cả nhà có nghe cái tiếng giống anh Sen không? Hình như là tiếng của Bông hay sao á. Sao mà Bông sủa dữ ta? Bông kêu cứu Bông kìa cả nhà. Chứ là Bông đang ở đâu mà sao nghe tiếng trỏ vậy? Đúng rồi, anh Sen nghe cái tiếng Bông kêu cứu ở trong xe, trong phòng anh nè. Vô đây. Đây cả nhà, cái tiếng của Bông ở trong đây nè cả nhà. Ủa, Bông ơi, Bông đâu rồi? Mọi người khai thấy Bông luôn. Ôi, ôi cái gì nè cả nhà. Chết rồi. Ủa, cả nhà ơi, hình tôi nè, Bông nè. Chết rồi. Ủa, hình như á cả nhà có ai đó đã đột nhập vô phòng của Bông và phải nhốt Bông trong cái bì như thế này nè. Ủa Bông, nè đi Bông. Ôi chết rồi. Hèn gì rõ ràng là anh Sen đang ở trên mà anh Sen nghe tiếng kêu cứu của Bông rất là to luôn. Ai mà dám chơi, ai mà dám làm cái điều này ta. Rốt cuộc là ai để nhốt em Bông trong cái bì này vậy cả nhà ơi? Sao không Bông? Trời ơi cả nhà, Bông nói với mình á là hồi nãy lúc mà Bông đang lên Bông xếp đồ xong rồi Bông nằm Bông ngủ á thì có một cái đối tượng nào đó rất là kỳ lạ luôn, rất là thần bí luôn, đột nhập vô phòng của Bông xong rồi lấy cái bao nè đó chùm Bông lại như thế này đó, xong rồi còn đánh Bông nữa đó, xong rồi trời ơi cả nhà coi đi, tại sao lại như thế này? Bông ơi, cái đồ của Bông đâu hết rồi? Cả nhà ơi, Bông bị mất hết những món quà mà nãy giờ cả nhà tặng cho Bông rồi cả nhà. Là mất hết rồi. Bao nhiêu đồ mà nãy giờ á là tất cả các thành viên trong team tặng Bông á là mất hết rồi. Trời ơi, sao bây giờ mọi thứ nó còn tan hoang như thế này? Oh no. Bông ngồi lại anh coi. Trời ơi, những cái tờ giấy mà đi học của Bông bị một ai đó xé rồi nè cả nhà. Còn đôi giày thì vứt lại. Ôi, hộp màu thì mất luôn. Còn bút cặp của Bông đâu? Quần áo của Bông ở đâu rồi? Chết rồi cả nhà, Bông không biết. Chết rồi, không có gì hết. Chết rồi cả nhà, bây giờ tại là Bông rất là lo sợ luôn. Tim Bông đập rất là nhanh. Bông nói là Bông không biết một cái gì cả. Cái đối tượng nào đó đã đánh Bông xong rồi tạo ra hiện trường như thế này. Vậy là đúng rồi cả nhà. Đã xảy ra một vụ án trong nhà mình. Đã xuất hiện một cái kẻ lạ mặt nào đó đột nhập vô Bông và đã làm ra sự việc này. Bây giờ á, anh xem phải lập tức kiểm tra camera mới được. Bây giờ phải kiểm tra camera được cả nhà. Đối tượng nào mà manh động quá vô đánh Bông sẽ còn cướp hết đồ của Bông được cả nhà ơi. Kẻ mà đã phá hoại đồ của Bông còn lấy đồ của Bông nữa. Ok cả nhà, thì sau khi mà anh Sen đã xem xét camera ở trong nhà anh Sen thì trong cái khung giờ từ lúc tất cả thành viên tặng quà cho em Bông cho tới khi mà xảy ra sự việc như thế này thì không hề có một người nào đó ra khỏi nhà anh Sen cả. Vì vậy anh Sen có thể kết luận được hung thủ đã gây ra cái vụ án này là một trong những thành viên trong gia đình của anh Sen đó. Và đây chính là một cái vụ án trong phòng kín đó, là chưa có ai để ra khỏi nhà. Vì vậy bây giờ để tránh bứt dây động rừng, anh Sen
cùng với em Bông sẽ đi xuống dưới và quan sát các thành viên trong team của anh Sen đang làm cái gì và ai chính là hung thủ để gây ra việc này nha cả nhà. Lần này chắc chắn á, anh Sen sẽ lấy lại công bằng cho em Bông. Không thể nào để một cái đối tượng đó vô phá hoại đồ của Bông như thế này được. Ông ghê á. Được rồi, bây giờ á, anh Sen sẽ xuống và anh Sen sẽ liệt kê những đối tượng cho các em anh biết là ai nha. Đi tiếp bạn, đi tiếp anh. Trời ơi, không thể như thế này được, phá hoại quá trời luôn. Ok cả nhà, liệu như ai chính là người đã lấy hết đồ của em Bông, còn đánh em Bông, bắt những em Bông trong cái bì nữa, và anh Sen cùng em Bông có thể tìm ra cái kẻ đó hay không, thì mời cả nhà đón xem bài tập tiếp theo nha.